Năm 2021 vừa qua đã chứng kiến nhiều biến động trong chuyện tình cảm của các thiếu gia và CEO nổi tiếng. Thiếu gia Phan Thành kết hôn cùng tiểu thư Primi Trương. Bí mật tổ chức lễ ăn hỏi vào cuối năm 2020, cặp đôi Phan Thành, Primi Trương đã chính thức về chung một nhà vào ngày 29 tháng 1 năm 2021. Cặp đôi đã chọn một trung tâm hội nghị sự kiện sang trọng bậc nhất tại Sài Gòn để tổ chức hôn lễ với chi phí khoảng hơn 20 tỷ đồng. Triệu phú công nghệ Hùng Đinh cầu hôn thành công nàng thơ VTV24. Ngày 20 tháng 6 năm 2021, triệu phú Hùng Đinh đã gây xôn xao mạng xã hội với màn cầu hôn biên tập viên VTV24 Phạm Ngọc Hà My trên máy bay. CEO Đinh Viết Hùng được biết đến là nhà sáng lập Yumlot, có sản phẩm sở hữu tới 50 triệu người dùng trên toàn thế giới. CEO Tống Đông Khuê đính hôn. Vị giám đốc trẻ Tống Đông Khuê đã làm lễ đính hôn với bạn gái lâu năm là Đoàn Thảo Nhi vào ngày 14 tháng 11 năm 2021. Buổi lễ gây ấn tượng với dàn siêu xe gần 100 tỷ đồng của nhà trai và dàn phù dâu phù rể đều là những người nổi tiếng. Tống Đông Khuê là con trai của đạo diễn Tống Thành Vinh, hiện là CEO của một công ty truyền thông và là chủ của một nhà hàng kiêm quán bar sang trọng. Chủ tịch MTV Entertainment có những động thái lạ với gà cưng Hải Tú. Giữa đêm ngày 12 tháng 11 năm 2021, Sơn Tùng MTV công khai chúc mừng sinh nhật Hải Tú. Sau động thái đặc biệt này, những tin đồn như chủ tịch Tùng đưa Hải Tú về ra mắt bố mẹ hay Hải Tú sinh em bé được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, phía Sơn Tùng vẫn hoàn toàn im hơi lặng tiếng trước mọi scandal. YouTuber Tân Mộc Cú thông báo kết hôn. Ngày 28 tháng 11, Phạm Ngọc Tân, thiếu gia của thương hiệu phở 10 Lê Quốc Sư, đã chính thức đính hôn với tình yêu 3 năm của mình là YouTuber Đặng Ngọc My. Tuy nhiên, ngày 5 tháng 12 vừa qua, cặp đôi mới thông báo công khai trên mạng xã hội. Cả hai người đều là những gương mặt quen thuộc và nổi tiếng trên kênh YouTube S Channel, sở hữu gần 3 triệu lượt theo dõi. Thiếu gia tập đoàn may mặc DHA Garment cầu hôn Hot Girl Salim. Chiều ngày 7 tháng 11 năm 2021, thiếu gia tập đoàn may mặc DHA Garment đã cầu hôn thành công hot girl nổi tiếng Hà Thành, Salim, tên thật là Hoàng Kim Ngân, tuy mới chỉ công khai chuyện hẹn hò vào đầu tháng 10 vừa qua. Được biết, chồng sắp cưới của hot girl Salim tên là Nguyễn Hải Long, hiện đang tham gia điều hành trụ sở của DHA Garment ở Thanh Hóa.